Đây là cặp đôi song sinh sát thủ tàn ác nhất London. Người anh là Red là một người có cái đầu lạnh, ra tay quyết đoán và cũng là bộ não của băng nhóm. Người em tên là John là một bệnh nhân tâm thần và cũng là cánh tay phải của anh trai. Nhưng những hành động anh thì lại nóng vội thiếu suy nghĩ, đúng chất một gã điên thèm máu người. Cảnh sát đã để ý hai anh em từ lâu, nhưng không có chứng cứ gì nên chỉ có thể theo dõi hàng ngày. Nhưng ngày nào cũng bị khách đến chọc tức mà không thể làm gì. Hôm nay tài xế của Red đi làm muộn, thế là anh liền đến nhà tìm. Nhưng người mở cửa cho anh lại là em gái của tài xế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Red đã bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút. Francis cũng bị phong thái lãng tử của anh chinh phục. Hai người đã hẹn tối mai sẽ đi chơi cùng nhau. Nhưng mẹ của cô lại không muốn con gái mình qua lại với xã hội đen, vì thế mà lại kiếm cớ đuổi cô vào nhà. Lúc này tài xế của anh là Paul cũng đã xuống. Cũng may anh ta có em gái xinh xắn nên mới không bị Red trừng trị vì đi làm muộn. Lúc này Jack đã đến bệnh viện tâm thần để yêu cầu viện trưởng thả em mình ra. Mặc dù biết thả John ra là thả một con hổ về rừng, nhưng thế lực của hai anh em quá lớn, viện trưởng không dám chống lại sợ ảnh hưởng đến gia đình. Vì thế mà chỉ có thể nhắm mắt thả John đi, nhưng cũng không quên đưa cho anh ta một lọ thuốc, dặn dò anh nhớ uống đúng giờ nếu không sẽ phát bệnh. Tối nay Red đã đưa Francis đến quán bar của mình để hẹn hò, nhưng chưa kịp nói chuyện gì thì đàn em đã gọi đi giải quyết công chuyện. Đó là một tên trong băng nhóm đã ăn chặn tiền của Red. Ban đầu anh tỏ ra lịch sự nói chỉ cần trả lại là được, làm hắn tưởng rằng mình có giá trị nên Red coi trọng mình. Nhưng ngay sau đó Red đã cho hắn ăn một đấm gãy mũi, rồi lại quay trở lại với tiếp tục hẹn hò với Francis. Với trình độ tán gái của Red thì chỉ cần vài câu nói là đã cưa đồ được cô ấy. Còn đây là băng nhóm báo đen, là đối thủ lớn nhất của hai anh em Red. Hôm nay chúng đã bắt được một tên đàn em của Red vì tội xâm phạm địa bàn. Dưới hình thức tra tấn dã man, anh ta đã khai ra là do Red chỉ bảo. Thế là chúng đã quay mục tiêu sang tấn công Red. Để rồi một hôm khi Red đang ung dung đi bộ trên đường thì đã có một chiếc xe lao thẳng đến đâm vào anh. Red cũng nhận ra đó là người của băng đảng báo đen. Tất nhiên anh sẽ không bỏ qua, anh đã cho đàn em tông thẳng xe vào địa bàn của hắn. Thế là ngày hôm sau băng đảng báo đen đã cho người đến mời anh đi đàm phán. Hai anh em nhà Red trời không sợ đất không sợ nên đã nhận lời đến đại bàn của chúng, thậm chí còn không cần đàn em đi cùng. Ban đầu chúng nói là đàm phán hòa bình, nhưng thực chất là định đánh úp họ ở đây. Hai anh em cũng không ngán, liền lao vào hỗn chiến với chúng. Mặc dù quân số đông hơn, nhưng chúng không thể đấu lại độ điên của hai anh em. Chẳng được bao lâu thì đám lắt nhất đó đã bị họ đánh gục. Chúng cũng đã khai hết tội của ông trùm đứng sau, để rồi tất cả băng đảng của chúng đã bị cảnh sát bắt hết. Vậy là giờ anh em nhà Red đã không còn đối thủ, toàn bộ thành phố London đã bị hai anh em cai trị. Sòng bài lớn nhất London cũng bị ép phải bán cho họ. Họ còn thuê về một tay lừa đảo và chuyên đút lót tên David để giúp họ trong mọi quá trình đàm phán với nhiều thế lực. Mặc dù Red rất tin tưởng David vì ông ấy đã giúp anh đàm phán thành công hàng chục phi vụ, nhưng John thì lại không, vì David đã biết quá nhiều chuyện của băng đảng nên John luôn lo rằng ông ta sẽ phản bội lại hai anh em mình. Hôm nay một băng đảng mafia ở Mỹ đến đây để gặp hai anh em để đàm phán về một phi vụ hợp tác, đó chính là rửa tiền cho băng đảng của họ. Chỉ cần thành công thì sẽ chia 50% số tiền đó. Đó là một số tiền lớn nên hai anh em đã đồng ý. Từ đó hai anh em kiếm tiền về nhiều như nước. Một tháng quán bar kiếm về cả triệu đô, còn việc rửa tiền cũng kiếm về cho họ hàng chục triệu đô. Tên tuổi của hai anh em vang danh khắp thành phố, giới quý tộc London cũng thường xuyên đến quán bar để giao lưu với họ. Cứ tưởng đến đây là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ai ngờ việc rửa tiền của anh đã bị phát hiện. Red đã đứng ra nhận hết tội về mình để em trai không bị liên quan và một mình anh sẽ phải lĩnh án tù 6 tháng. Nhưng cảnh sát đã cai cú anh từ lâu, nên ngay khi vừa vào tù họ liền đánh cho Red một trận và tất nhiên là anh cũng đánh trả. Nhưng anh không thể chống trả lại hàng chục tên cai ngục có vũ khí. Cứ tưởng anh đã chịu thua, ai ngờ anh đã trộm còng tay rồi còng một tên cai ngục vào xung sắt, sau đó dùng một gậy đánh ngất anh ta. Nhưng không có sự cai quản của Red, người em tâm thần của anh lại bắt đầu làm loạn ở nhà. Anh ta đòi David phải cấp cho mình 50 triệu đô để anh đến châu Phi kinh doanh bất động sản, và tất nhiên là David sẽ không đồng ý giao tiền cho một tên tâm thần. Hai người cãi nhau một hồi lâu, cũng may David rời đi kịp, không có thì lại bị John đánh cho một trận như tử. Hôm nay Francis đã đến thăm Red, nhìn những vết thương trên mặt anh cô vô cùng đau xót. Cô mong rằng anh sẽ sớm rút khỏi giang hồ, để sau này hai người có thể sống một cuộc sống bình yên. Red cũng hứa sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Bên này John vẫn tiếp tục làm loạn, anh đến quán bar phát biểu linh tinh, khiến tất cả mọi người trong quán bar đều cảm thấy khó chịu. David muốn ngăn anh ta lại, nhưng ông chỉ là đàn em nên không dám, chỉ có thể ngồi im xem John làm loạn. Dưới sự quản lý điên rồ của John mà tình hình kinh doanh của quán bar càng ngày càng đi xuống. Để rồi đến khi Red trở về thì thấy không có lấy nổi một món khách nào, tra hỏi thì biết được tất cả là do John làm. Vì thương em anh cũng không tính sổ, chỉ tức giận rời đi. Nhưng John lại phát bệnh tâm thần, liên tục sỉ nhục bạn gái của Red. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng em trai, chỉ yêu cầu John xin lỗi Francis. Nhưng John không nói xin lỗi và đã bảo cô ấy là một con đĩ. Để rồi Red đã không còn nhịn được nữa, anh túm cổ quăng em trai bay thật xa. John cũng không chịu thua, liền quay lại đánh nhau với Red. Hai anh em đánh qua đánh lại,
không ai chịu nhường ai, cũng không có ai dám can. Cuối cùng Red cũng phải dùng chai rượu hạ gục em trai. Thấy cảnh này Francis thất vọng rời đi, nhưng cũng chỉ ngay sau đó hai anh em lại làm lành, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó Red cũng đã đuổi theo để xin lỗi Francis, vì để cô ấy tha thứ, mà Red đã hứa từ nay sẽ làm ăn tử tế để cưới cô làm vợ. Nghe thấy vậy cô vô cùng vui và đã tha lỗi cho anh, và anh cũng đã giữ lời hứa, anh định sẽ mua lại 50% cổ phần của một quán bar nhỏ và làm ăn lương thiện để sống bên Francis. Nhưng John lại không muốn anh trai mình rời khỏi băng đảng, nên John đã cho đàn em đến phá quán bar của Red mới đầu tư. Làm chủ quán bar bực tức báo cảnh sát bắt hai anh em về tội phá hoại tài sản. Điều này lại làm Francis vô cùng buồn. Cô đã nói rằng nếu vụ này anh vô tội thì cô mới đồng ý cưới. Cũng may David đã nghĩ ra cách cứu Red. Ông ấy là một tay lừa đảo và hối lộ chuyên nghiệp, nên chỉ cần chi ra ít tiền là đã có thể mua chuộc quan tòa để họ phán hai anh em nhà Red vô tội. Ngay khi thấy Red vô tội, Francis cũng đã giữ lời hứa. Cô đã đồng ý cưới Red làm chồng và tổ chức hôn lễ ngay sau đó. Cưới xong, công việc của Red cũng thuận lợi hơn, tiền kiếm về nhiều như nước. Nhưng vì mải mê kiếm tiền mà Red không có thời gian dành cho Francis, tối nào cũng để cô ấy phải ngủ một mình. Red cũng biết lỗi nên đã bù đắp cho cô bằng một chiếc siêu xe, khiến cô vô cùng vui mừng. Nhưng John thì vẫn liên tục làm loạn, anh ta đã ra tay đánh David chỉ vì cho rằng ông ấy đã biết quá nhiều bí mật của băng đảng. Còn Red thì vẫn luôn bảo vệ David vì ông ấy có thể giúp họ rất nhiều. Nhưng lúc này một tên của băng đảng mới nhú đã vào địa bàn của anh em Red để thu tiền bảo kê. John tính khi nóng nảy liền đến tìm ông trùm đứng đằng sau của băng đảng mới nhú đó, dùng một nhát súng giết chết ông ta. Để rồi hack lại phải đi giải quyết vụ việc này, anh đã phải đe dọa những nhân chứng có mặt ngày hôm đó để không ai khai John là hung thủ trong vụ bắn súng. Thế là John lại thoát tội thêm một lần nữa. Nhưng càng ngày Francis càng không thể chịu thêm được nữa. Red suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc và em trai, không chịu dành thời gian cho cô kể cả trong ngày sinh nhật. Cuối cùng cô đã chọn cách dùng thuốc ngủ để tự kết thúc cuộc đời. Đến khi Red tìm được thì cô ấy đã chết từ lâu. Điều này khiến anh đau lòng không thể nói lên lời. Vậy là người hiểu anh nhất cũng đã rời xa anh. Lúc này em trai anh lại chuẩn bị gây chuyện, vì cảm thấy ông kế toán David đã biết quá nhiều chuyện của băng đảng. John đã thuê một tên đàn em đi ám sát ông ta, nhưng không ngờ tên đàn em này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi đánh đấm. Không những không ám sát được, mà ngược lại anh còn bị David phản công phải bỏ chạy. Sau chuyện này đã hoàn toàn chọc tức David, để rồi ông ta đã khai hết mọi tội của hai anh em nhà Red cho cảnh sát. Sau khi biết tin, Red vô cùng lo lắng. Còn John thì vẫn thản nhiên mở tiệc ăn mừng, nhưng Red vẫn không hề trách em trai dù chỉ nửa lời. Lúc này tên đàn em John thuê đi ám sát đã trở về đây để đòi tiền công cho vụ ám sát đó. Đang lúc nóng máu, Red liền đi đến chất vấn hắn, nhưng hắn lại nhắc đến người vợ đã chết của anh. Để rồi anh đã không thể kiểm soát được bản thân, cầm lấy con dao đâm hàng trăm nhát vào người hắn. John liền hỏi anh trai sao anh lại làm thế. Red cay cú nói rằng vì anh muốn giết em nhưng không thể. Sức chịu đựng của Red đã bị đẩy đến giới hạn. Anh đã cố gắng gây dựng đế chế cho hai anh em, nhưng cứ làm đến đâu em trai lại phá đến đấy. Để rồi chính John đã đẩy hai anh em đến bước đường cùng. Không lâu sau, Red đã bị bắt về nhiều tội danh và bị kết án 33 năm tù. Đây là bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật, và Red đã qua đời sau khi ra tù được 8 năm, còn John bị phán bệnh tâm thần ở trong bệnh viện đến lúc chết. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!